Xin chào và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Phê Phim, và hôm nay lại là một video review nữa của chúng tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review một bộ phim hoạt hình đang rất là mong chờ trong thời gian gần đây, đó chính là Toy Story phần 4. Liệu phần phim này có hay hay không và có kế thừa đến những giá trị của những phần phim trước hay không, hay đây lại là một sản phẩm vắt sữa nữa của Disney và Pixar, thì chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Ok, không để mất thời gian nữa. Và đây là review của Toy Story phần 4. Vào năm 1995, phần phim đầu tiên của câu chuyện đồ chơi và cũng là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên của xưởng phim Pixar đã được ra mắt và đạt thành công vang dội. Với phần đồ họa 3D mang tính đột phá tại thời điểm đó, đi kèm với một chủ đề mới mẻ và một cốt truyện xuất sắc mang đậm tính nhân văn, không khó hiểu khi Toy Story phần 1 đã thu về tới 373,6 triệu đô so với kinh phí bỏ ra chỉ 30 triệu đô. Bộ phim không chỉ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền công nghiệp hoạt hình, mà còn đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho Pixar, một trong những xưởng phim hoạt hình lớn nhất và có sự ảnh hưởng vô cùng lớn sau này. Hai phần phim tiếp theo được ra mắt là Toy Story phần 2 vào năm 1999 và Toy Story phần 3 vào 11 năm sau đó đều đạt được những thành công vang dội. Đặc biệt là phần 3 với kỷ lục là bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới cán mốc 1 tỷ đô doanh thu. Qua 3 phần phim, chúng ta hiểu được rằng những con người đã làm ra Toy Story đã yêu quý và thực sự trân trọng những nhân vật của họ đến mức như thế nào. Với một góc nhìn tưởng chừng như đơn giản và dung dị, nhưng khi được nhân hóa lên, không ai có thể nghĩ rằng ngay cả những món đồ chơi vô tri vô giác cũng có thể có một thế giới đầy nhiệm màu và thú vị đến như vậy. Toy Story không chỉ là một phần tuổi thơ trong mỗi chúng ta, mà còn là một hành trình dài của sự trưởng thành, của cảm xúc và sự chia ly. Sau một kết thúc đã lấy đi không biết bao nước mắt của người xem ở phần 3, hầu hết chúng ta đều cho rằng đó là một dấu chấm hết hoàn hảo và trọn vẹn cho loạt phim này. Tuy nhiên, nếu như nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng chỉ có Andy mới là người sẵn sàng nói lời tạm biệt, nhưng Woody và những món đồ chơi khác sẽ chấp nhận chuyện đó như thế nào? Và có chuyện gì sẽ đến tiếp theo khi những nhân vật của chúng ta về tay một đứa trẻ mới? Toy Story phần 4 sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này. Câu chuyện của phần 4 theo ngay sau phần 3, khi Andy đã đi học đại học và nhường lại những món đồ chơi của mình cho cô bé Bonnie. Giờ đây, chàng cowboy Woody, cảnh sát không gian Buzz Lightyear, cô nàng Jessie và những người bạn của chúng ta sẽ sang một trang mới, một cuộc sống mới với một đứa trẻ mới. Nhưng buồn thay, cô bé Bonnie lại chơi với tất cả những món đồ chơi còn lại nhưng lại không chơi với Woody. Thậm chí, Woody còn bị bỏ quên trong tủ tới cả tháng trời không được chơi cùng. Tuy nhiên, với sứ mệnh là một món đồ chơi trung thành, Woody vẫn hết mực yêu thương cô bé và sẵn sàng làm mọi thứ để Bonnie được vui và có một tuổi thơ trọn vẹn. Một ngày, Bonnie đã tự tay làm ra Forky, một món đồ chơi được tạo thành từ một chiếc nĩa được nhặt ra từ trong thùng rác. Everyone, I want you to meet Forky. Bonnie rất yêu quý và trân trọng Forky. Tuy nhiên, Forky lại luôn nghĩ rằng mình là một món đồ chơi rác thải bị bỏ đi và cho rằng thùng rác là nơi mình nên thuộc về. Trong một chuyến đi chơi xa của gia đình Bonnie, Forky bị một nhóm đồ chơi lạ bắt làm con tin. Sự mất tích của Forky đã làm cho Bonnie rất buồn. Kể từ đó, Woody và những người bạn cuốn vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị để cứu anh bạn mới này, đồng thời mang niềm vui trở lại với cô bé Bonnie. Ngay từ những thông tin đầu tiên được tiết lộ về Toy Story phần 4, rất nhiều khán giả trung thành đã không khỏi lo lắng cho chất lượng của bộ phim. Nhiều người cho rằng đây sẽ lại là một sản phẩm vắt sữa làm tiền nữa của Pixar và Disney, nhất là với kết thúc quá trọn vẹn của phần 3 thì phần 4 được cho là thừa thãi và không cần thiết. Nói đi thì cũng phải nói lại, sự lo lắng này là vô cùng có cơ sở khi bản thân Pixar đã có những phần phim tiếp nối không mấy thành công về doanh thu và chất lượng thì đi xuống hẳn so với những phần phim trước đó như là Cars phần 3 năm 2017 hay là Monsters University vào năm 2013. Tuy nhiên, bản thân mình thì lại có một niềm tin vào Toy Story phần 4 khi phần phim này được đạo diễn bởi Josh Cooley, một trong những cái tên đã viết nên kịch bản của một bộ phim hoạt hình khác rất nổi tiếng là Inside Out. Chúng ta cũng có Andrew Stanton trong đội ngũ biên kịch của Toy Story phần 4, con người đã làm nên một cốt truyện không thể xuất sắc hơn của những Wall-E hay là Finding Nemo. Những cái tên này cũng phần nào có thể bảo chứng được cho chất lượng của Toy Story phần 4. Hơn nữa, như mình đã nói ở trên, các nhân vật của Toy Story từ những ngày đầu tiên đã luôn là những nhân vật được Pixar trân trọng và yêu thương nhất, nên mình tin rằng chắc chắn họ sẽ không vì đồng tiền mà làm nên một tác phẩm hời hợt và hoài phí những công sức mà chính họ đã gây dựng nên qua bao nhiêu năm. Và quả thật, niềm tin của mình đã được đền đáp với Toy Story phần 4. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về màn hình ảnh của phim, vì đối với bản thân mình, loạt phim Toy Story qua 24 năm là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc đồ họa phim hoạt hình đã phát triển và thay đổi rõ ràng đến như thế nào. Nếu hai phần phim đầu cho tới Toy Story phần 3 đã là một bước dài cho sự tiến bộ về kỹ thuật dựng phim máy tính của Pixar, thì sự xuất sắc về mặt hình ảnh có được đẩy lên một tầm cao mới trong Toy Story phần 4. Rõ ràng Pixar đã không lãng phí 9 năm trời khi qua Toy Story phần 4, họ đã chứng tỏ rằng các bộ phim hoạt hình của họ chỉ có thể đẹp hơn chứ không bao giờ dừng lại ở một tiêu chuẩn nào đó. Thậm chí có những phân cảnh còn đẹp và chân thực tới mức mình còn nghĩ đó là những cảnh được quay từ ngoài đời thật. Cái hay ở đây là Toy Story hoàn toàn không phải là một câu chuyện mang yếu tố viễn tưởng kỳ ảo. Ngoài sự nhân hóa các nhân vật ra thì hầu hết những sự kiện xảy ra vào bối cảnh trong phim đều là những thứ xảy ra bình thường hàng ngày. Ấy vậy mà các nhà làm phim vẫn biến những yếu tố dung dị đó đem vào phần hình ảnh đẹp mê đắm, không những sinh động mà còn tràn đầy năng lượng.
Các nhân vật mới được giới thiệu với những tạo hình mới cũng rất gần gũi và dễ thương. Màu sắc của phim hầu hết là tươi sáng, tràn ngập màu sắc và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, sẽ có một vài khoảnh khắc có chút rùng rợn, nhưng hầu hết đều rất thú vị và có mục đích gây cười, nên các bạn đừng lo lắng quá về vấn đề này nhé. Song, phần hình ảnh của phim không thể đạt đến hiệu quả truyền tải cao đến như vậy nếu không có sự góp sức của mảng âm nhạc. Chúng ta lại được tái ngộ với bản nhạc You've Got a Friend in Me của nhà soạn nhạc Randy Newman, vẫn rất hay và đem lại cảm giác cực kỳ hoài niệm với những khán giả đã trung thành với những phần phim trước. Phần nhạc nền của Toy Story phần 4 vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, không chỉ có tác dụng đầy cảm xúc của người xem, mà đôi khi còn biết kể chuyện và lột tả được nội tâm của nhân vật. Một easter egg nhỏ trong phim là trong một phần cảnh hơi rùng rợn, có một đoạn nhạc nhỏ đã được lấy thẳng từ bộ phim The Shining, tiếp nối truyền thống của những phần Toy Story trước khi luôn có những gợi ý nhỏ liên quan tới bộ phim kinh điển này. Về khoản lồng tiếng, chúng ta sẽ vẫn có giọng nói của Tom Hanks, Tim Allen, đặc biệt là sự trở lại của Annie Potts trong vai Bo Peep, nên các bạn không phải suy nghĩ quá nhiều về chất lượng của màn lồng tiếng đâu nhé. Toy Story phần 4 vẫn là một bữa tiệc thịnh soạn của hình ảnh và âm thanh, nhưng tất cả những yếu tố đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được ghép vào một câu chuyện xuất sắc. Đúng vậy, đừng lo lắng rằng Toy Story sẽ là một sản phẩm dập khuôn khi mà hướng tiếp cận của phim không chỉ mới mẻ mà còn tiếp nối được những giá trị mà những phần phim trước đã gây dựng nên. Có ý kiến cho rằng mỗi phần phim của Toy Story là một giai đoạn của sự trưởng thành trong mỗi con người, và nếu như Toy Story phần 3 là một câu chuyện về sự từ bỏ, cái giá lớn phải trả để đổi lấy sự trưởng thành, thì phần 4 lại là câu chuyện của sự tiếc nuối và chấp nhận sự từ bỏ đó. Phim đi rất sâu vào sự đấu tranh và chuyển biến tâm lý của Woody, sứ mệnh của một món đồ chơi là phải trung thành và đem tới niềm vui cho những đứa trẻ. Woody của chúng ta vẫn một lòng sẵn sàng làm mọi điều để cô bé Bonnie được vui, rồi anh cũng phải dần dần chấp nhận rằng Andy là một phần của ký ức và quá khứ, không thể níu giữ tất cả và càng không thể có một suy nghĩ ích kỷ rằng một đứa trẻ là phải thích tất cả những món đồ chơi mà chúng từng chơi cùng. Đến những giây phút cuối cùng của phim, mình đã nhận ra rằng Woody là một nhân vật sâu sắc và có giá trị đến như thế nào. Để có được một sự phát triển tuyệt vời đó, không thể thiếu đi chất xúc tác là Forky, một nhân vật mà nhìn qua có vẻ buồn cười, nhưng chính Forky lại là tấm gương soi mình rõ ràng nhất cho giá trị của Woody trên hành trình của anh. Tới lúc Forky nhận ra rằng mình là một món đồ chơi đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ, cũng là lúc Woody chấp nhận bước qua cánh cửa quá khứ để bước sang trang mới của cuộc đời. Everything's gonna be okay. Nhân vật Gappy cũng là một nhân vật phản diện mà không phản diện rất hay của phần 4 này, với một câu chuyện đằng sau và một động cơ mà khi xem phim, các bạn sẽ biết rằng nó dễ đồng cảm và đáng thương tới mức nào. Thêm vào đó, sự trở lại mạnh mẽ của Bo Peep cũng là một điểm nhấn của phim. Khi qua cuộc hội ngộ đầy tình cờ với Woody, người xem cũng hiểu được rằng không phải cứ đồ chơi vô chủ là vô giá trị. Open your eyes, Woody. There's plenty of kids out there. Sometimes change can be good. Chính vì vậy, Toy Story phần 4 có rất nhiều những khoảnh khắc lắng đọng, tuy không quá cảm động như phần 3, nhưng lại rất vừa đủ và để lại nhiều giây rất tiếc nuối. Bên cạnh những giây phút cảm xúc, Toy Story phần 4 vẫn rất vui tươi, hài hước và tràn đầy năng lượng. Những giá trị của loạt phim trước vẫn được giữ nguyên vẹn, như là những kế hoạch lén lút của những món đồ chơi. Kèm với đó là những màn phối hợp thực hiện nhiệm vụ vô cùng sáng tạo và thú vị. Chúng ta cũng được làm quen với rất nhiều những nhân vật mới, như là siêu sao hành động Duke Kaboom. One more. Oh yeah. Chú rối Benson, cảnh sát tí hon Giggles McDimples. Và đặc biệt là bộ đôi thú nhồi bông siêu nhí nhố Ducky và Bunny. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là hai chú gấu này được lồng tiếng bởi cặp bài trùng Key and Peele là đủ hiểu mỗi lần chúng xuất hiện là buồn cười như thế nào rồi đấy. Oh, where did you two come from? Tuy nhiên, chính sự hùng hậu của dàn nhân vật mới đã làm thời lượng dành cho những nhân vật cũ của chúng ta bị giảm đi đáng kể. Rất may là Buzz Lightyear không bị bỏ quên và anh vẫn có được những khoảnh khắc rất đáng nhớ cho riêng mình. Tổng kết lại, Toy Story vẫn rất xuất sắc và xứng đáng với những số điểm đánh giá mà nó nhận được. Tuy nhiên, mình chỉ ước rằng phải chi phim sẽ có những giây phút cảm động tương tự như khoảnh khắc Andy nói lời tạm biệt hay như lúc nhóm đồ chơi nắm tay nhau trong lò đốt, thì chắc chắn rằng Toy Story phần 4 sẽ còn trọn vẹn hơn rất nhiều. Phim sẽ vẫn là một trải nghiệm phải có, đặc biệt nếu bạn là những người trưởng thành, có cả một thời thơ ấu gắn liền với những điều kỳ diệu của câu chuyện đồ chơi. Mình đã phân vân rất nhiều giữa hai số điểm phê và cực phê. Thôi, vì tình cảm đặc biệt của mình dành cho bộ phim này, cùng với những nhận xét trên, Toy Story phần 4 nhận số điểm cực phê. Và đó là review của chúng mình về bộ phim Toy Story phần 4. Các bạn đã xem bộ phim này chưa? Và cảm nghĩ của các bạn về bộ phim này là như thế nào? Hãy comment ở phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Ok, nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. Mm-hmm.
I love you more than I've ever loved any woman.